Bí mật đặt camera trong khách sạn nổi tiếng, không ngờ quay được cảnh khiến ai cũng rùng mình. Mới đây, công tác dọn dẹp vệ sinh của một khách sạn nổi tiếng bị vạch trần trên các trang mạng xã hội khiến không ít người lo ngại về vấn đề sức khỏe khi ở nhà nghỉ khách sạn. Theo đó, khách sạn Như Gia tại Trung Quốc đã bị chỉ trích nặng nề khi bị lộ những hình ảnh không đảm bảo vệ sinh khi dọn dẹp. Vấn đề khiến nhiều người lo lắng là đến một khách sạn nổi tiếng còn xuất hiện tình trạng này, huống gì là những khách sạn bình dân tầm trung khác. Dưới đây là những hình ảnh được camera bí mật ghi lại, làm cho không ít người phải phẫn nộ. Sau khi xem xong những hình ảnh này, hẳn là nhiều người khó có thể tin nổi trước việc vệ sinh phòng vô cùng tùy tiện của một số nhân viên khách sạn. Được biết, khách sạn là một nơi cư trú tạm thời, nó không phải là nơi an toàn và sạch sẽ như nhà của chúng ta. Do vậy, để đảm bảo sức khỏe cho chính mình, có những thứ chúng ta tuyệt đối không thể động vào. 1. Tránh xa bình đun nước nóng. Bạn biết không, thực chất nơi bẩn nhất khách sạn không phải là bồn tắm, mà đó chính là bình đun nước nóng. Về cơ bản, mỗi một phòng đều có một bình dùng để đun nước, nhìn thì có vẻ như rất sạch sẽ. Tuy nhiên, chúng ta không thể biết được người khách trước đó đã dùng nó để làm gì, ví dụ như nôn mửa vào trong đó. 2. Đừng dùng cốc thủy tinh. Tốt nhất không nên dùng cốc thủy tinh của khách sạn, đặc biệt là không dùng nó để uống nước, bởi nhân viên lau dọn thường sử dụng giẻ lau để lau cốc. Sau đó chỉ giặt qua giẻ bằng nước, rất ít người thực sự dùng nhiệt độ cao để khử trùng theo đúng quy định. 3. Công tắc tắt mở đèn ở đầu giường. Tần số sử dụng nó so với điều khiển TV là cao hơn nhiều. Trước khi sử dụng, hãy nhớ dùng khăn lau sạch nó. 4. Điều khiển TV. Bạn thử nghĩ xem, nếu như bạn là nhân viên lau dọn, bạn có để tâm đến việc lau chùi nó hay không? Thế nhưng nó lại là đồ vật mà vô số người sờ chạm vào. Vậy nên sau khi sử dụng thì hãy nhớ đi rửa tay trước khi cầm đồ ăn nhé. 5. Đừng cho rằng những đồ dưới đây đã được khử trùng. Các vật dụng như dép, đặc biệt là những loại dép nhựa dùng đi dùng lại nhiều lần, thảm chống trượt trong nhà tắm, bồn cầu cũng rất ít nhân viên lau dọn khử trùng. Bồn cầu tốt nhất là lót một miếng giấy lên rồi mới ngồi vào, bồn tắm thì nên sử dụng vòi hoa sen mà thôi. 6. Ga giường khăn tắm. Trước khi đặt mình lên giường, cần kiểm tra xem ga đã được thay hay chưa. Có thể kéo một góc để kiểm tra xem có tóc sót lại hay không. Nếu những chiếc khăn tắm sạch, bốn phía sẽ để lại nếp gấp. Chúng ta nên biết rằng, từng có một số trường hợp bị nhiễm các bệnh lây nhiễm sau khi ở khách sạn về vì lý do liên quan đến ga giường và khăn tắm đấy nhé. Hơn nữa, nếu ga giường để lâu ngày không thay, sẽ xuất hiện rệp giường cực kỳ nguy hiểm. 7. Sử dụng đồ của chính bạn, 7 vật dụng nhỏ. Rất nhiều khách sạn sẽ trang bị kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dép, lược, dầu gội, sữa tắm, mũ chụp gội đầu. Thế nhưng chúng ta cũng nên tự mang theo nó khi đi du lịch. Bởi lẽ các đồ dùng trong khách sạn có thể là đồ cũ của người khác đã qua sử dụng, không đảm bảo vệ sinh. Theo lương y đa khoa Trần Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Đông y huyện Yên Thế Bắc Giang, quả na rừng là loại quả thường mọc ở những khu vực có khí hậu lạnh ở các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Cạn. Cây thân leo mọc cùng những cây sống lâu năm trong rừng. Thông thường thân cây có thể vươn leo lên 15-20 mét. Một quả na rừng có cân nặng trung bình khoảng 2 kg, có quả nặng đến tận 5 kg. Khi chín quả sẽ nứt ra, lộ phần bên trong màu đỏ. Thời gian gần đây, nhiều người săn tìm quả na rừng về làm thuốc. Mức giá được đưa ra tương đối cao, dao động từ 120-150.000 đồng một ký. Theo những người săn mua loại này, ruột na trung bình một quả na chỉ có 1/3 là ruột, có thể chữa được bệnh mất ngủ, thiếu máu. Chính vì giá khá cao nên người dân ở những khu vực này đang tích cực săn tìm quả na rừng về bán. Thông thường mỗi cây na gốc nhỏ có khoảng 5-6 quả, loại thân to có thể lên tới 30-40 quả. Những người dân đi sâu vào rừng, tìm được những gốc lớn có thể thu về mấy chục triệu đồng mỗi chuyến. Anh Giang, người dân sống ở khu vực này cho hay. Công việc hái quả na rừng khá nguy hiểm,
bởi chỉ những cây ở trên vùng đầu nguồn, độ cao trên 600-800m mới cho quả to. Đặc biệt, cây có tán lá trung bình 10-20m nên phải người trèo giỏi mới hái được. Chưa kể loại quả này thu hút một loại ong rừng, người nào bị cắn có thể bị viêm da hơn một tuần mới đỡ. Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, nhiều người Trung Quốc sang mua rễ na gốc nhỏ để làm thuốc với giá 200-500.000 đồng một ký. Thấy lợi nhuận lớn nên nhiều người dân vào rừng chặt cả những gốc thân to trộn vào để bán kiếm thêm thu nhập. Cũng vì vậy nên loại quả này trở nên khan hiếm. Muốn hái được, người dân phải đi vào rừng sâu, thậm chí 2 ngày mỗi người mới hái được vài quả. Với sự săn tìm ráo riết của người dân cùng với việc bán rễ cây với giá cao nhằm thu được lợi nhuận trước mắt đã khiến cho na rừng từ một loại quả quý nay lại phải lâm vào tình trạng hiếm. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho giá na rừng ngày một cao ngất ngưỡng. Miêu tả về vận may trời cho, ông Nguyễn Thanh Nhàn, 68 tuổi, trú tại phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định kể lại. Trong một chuyến đi vào Thanh Hóa năm 2007, ông Nhàn dừng chân ghé một cửa hàng bán đá non bộ. Khá tình cờ, ông Nhàn nhìn thấy hòn đá và mua nó với giá 50.000. Mục đích ban đầu là mang về ghép chung với dãy non bộ đang có ở nhà. Mua xong tôi còn mua thêm hòn đá để kê viên đá này lên, nhưng chủ quán chỉ cho chứ không lấy tiền. Điều ngạc nhiên là viên đá kê cũng vừa khít với hòn đá, tạo thế cân bằng vững chắc. Khi mua, chủ tiệm nói với ông Nhàn hòn đá có chứa năng lượng, nhưng ông Nhàn chỉ nghĩ đó là lời quảng cáo nên không để tâm. Cho đến khi mang hòn đá về, ông Nhàn nhận thấy nhiều may mắn đến với mình. Có những chuyện tưởng không thể thành hiện thực, nhưng rồi cũng đến với ông một cách tốt đẹp. Tôi thấy mình khỏe mạnh hơn, bệnh kinh niên cũng thuyên giảm và tăng cân nhanh. Trước đó tôi rất gầy, ăn mấy cũng không béo nổi. Công việc sau đó cũng thuận lợi, phát đạt. Đặc biệt đầu năm 2016, tôi đã làm sáng rõ được vụ việc sau 25 năm liên tục theo kiện, lấy lại danh dự cho bản thân. Đó chẳng phải là linh thiêng sao? Ông Nhàn hồ hởi khoe. Là người thích nghiên cứu phong thủy, nên khi lờ mờ nhận ra mình đang sở hữu một viên đá giá trị, ông Nhàn đã chụp ảnh và đăng tải trên mạng giới thiệu. Phản hồi đến với ông rất nhanh sau đó, thậm chí nhiều người từ nơi xa cũng bỏ thời gian đến nhà ông tận mắt ngắm hòn đá. Có người thậm chí ra giá 2 tỷ đồng để mua lại hòn đá hiếm này, nhưng ông Nhàn không đồng ý. Nói về lý do tại sao không bán viên đá khi 2 tỷ đồng không phải là số tiền nhỏ, ông Nhàn cho biết. Ông coi hòn đá là vật báu linh thiêng mà trời đất phát lộ giao vào tay ông gìn giữ, vì thế ông sẽ không vì đồng tiền mà để mất nó. Kể về hòn đá giá tiền tỷ này, ông Nhàn cho biết đó là đá nguyên khối, chưa hề qua đục đẽo hay hàn gắn. Đặc biệt hòn đá có hình dạng gần giống con rùa, đủ đầu mũi mắt, đầu chúc xuống, miệng ngậm đốc kiếm dài 3,5cm, bên lưng trái nổi bật hai chữ nhất tâm. Trên nền vàng màu đen càng trở nên nổi bật, ông Nhàn nói. Điều đặc biệt trên đoạn lưng hòn đá nơi ứng với mai rùa có một hình giống với bản đồ Hà Nội năm 2004 với dòng sông Hồng chảy từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Hòn đá có tổng trọng lượng 20,4kg, rộng 22cm, cao 23cm. Tình cờ tất cả chỉ số này khi áp theo thước lộ ban đều là dãy số đẹp, mang đến nhiều may mắn tài lộc. Sau khi phát hiện ra nhiều điều đặc biệt từ hòn đá, ông Nhàn cho rằng đây là vật thể lạ, linh thiêng, được kết tinh trong thế giới tự nhiên, từ sinh khí núi sông. Nhiều chuyên gia phong thủy tới ngắm hòn đá đã khuyên ông không được can thiệp bàn tay con người vào tác phẩm tự nhiên này. Với tất cả lòng thành kính, hiện ông Nhàn đặt viên đá ở ngay cạnh phòng thờ gia tiên và đặt tên là Kim Quy Hoàng Kiếm Thần. Những hình ảnh ghê rợn của hòn đá mang hình dạng hàng triệu con dung bò ngổ ngang lúc nhúc được chia sẻ gần đây khiến hầu hết người xem giật mình ớn lạnh. Nhìn vào khối đá với những màu sắc nâu xanh lẫn lộn và vô số vân ngang dọc ngoằn ngoèo trên bề mặt, nhiều người không khỏi lầm tưởng về một ổ sinh vật thân mềm kỳ dị. Nếu ai vô tình nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy ghê rợn và chỉ muốn quay mặt bỏ đi cho xong. Thế nhưng nếu làm vậy, người đó sẽ sớm phải tiếc hùi hụi khi biết được giá trị thực sự của loại đá kỳ lạ này. Thực chất, những hòn đá bị nhiều người ghê sợ thuộc loại đá mã não Gobi Montenegro là một trong những loại đá quý rất được săn lùng. Đá mã não Gobi Montenegro được tìm thấy và sản xuất chủ yếu ở rìa sa mạc Taklimakan thuộc khu tự trị của dân tộc Duy Ngô Nhị Tân Cương. Qua hàng triệu năm được mẹ thiên nhiên nhào nặn tạo tác, đá Gobi Montenegro mới có hình dạng độc đáo lạ lùng như vậy. Trái ngược với vẻ ngoài xấu xí và có phần ghê rợn, đá mã não Gobi Montenegro được cho rằng có khả năng hấp thụ năng lượng xấu, chống lại khí độc và bảo vệ người chủ của nó.
Hiểu được giá trị tiềm ẩn này, không ít người ao ước sở hữu một hòn đá Gobi Montenegro để có thể giữ bên mình như một lá bùa hộ mệnh. Ở châu Âu, đá Gobi Montenegro đại diện cho sự mạnh khỏe, hưng thịnh và trường thọ. Bên cạnh đó, loại đá mã não này còn được xem như một biểu tượng của hy vọng và tình yêu chân thành. Đặc biệt hơn, những người phụ nữ đeo loại đá tinh xảo này trên người sẽ tạo được phong thái tự tin, khí chất hiền từ và có được vận mệnh hợp với phong thủy trong cuộc đời. Đồng thời, đá mã não Gobi Montenegro còn giúp cải thiện và tăng cường sức khỏe của phái yếu rõ rệt sau một thời gian giữ bên mình. Chính vì vậy, không sai khi nói rằng đá Gobi Montenegro là thần dược không cần uống và có thể thay đổi số mệnh của một người. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!